Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, mình có một cái video là hướng dẫn nhận 10 token Satoshi mạng Binance Smart Chain. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần điền một cái link form để token nó phân phối nha các bạn. Thì các bạn mở con bot của mình ra nè các bạn. Con này nó sẽ phân phối về sàn La Token, thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Token và KYC các bạn. Thì một cái video mình có hướng dẫn các bạn đăng ký và KYC sàn La Token dưới phần link mô tả video mình nha các bạn. Thì các bạn click vào phần link thứ hai của con bot mà, thì các bạn bấm vào một account các bạn. Rồi thì các bạn chụp cái màn hình số dư của mình lại các bạn. Rồi sau khi bấm chụp màn hình xong thì bạn bấm vào claim to start này các bạn. Rồi thôi các bạn, thì các bạn chỉ việc click cái phần link mô tả thứ hai mình, các bạn mở link form ra để khai báo thông tin nha các bạn. Vì cái link form trên bot nó đã đóng gì các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram các bạn đã join trên bot nha các bạn, cộng anh 4 số 1. Tiếp tục thì username Twitter các bạn đã follow trên dự án đó các bạn, cộng MMO thì các bạn chỉ khai báo đó thôi các bạn, cho trùng khớp với cái con bot các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là một cái email các bạn đăng ký trên sàn La Token các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái ảnh balance nha các bạn. Các bạn chụp số dư rằng token Satoshi nó sẽ gửi về đây cho các bạn nha các bạn. Dây sàn là token cho các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm tải lên thôi các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm gửi là xong rồi tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút 10 token Satoshi đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.